ngày hôm sau lương châu thành đằng kia chặn cô ta lại bắt lấy à nhanh lên ha 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 màu bắt lấy tiểu quỷ áo đỏ kia xảy ra chuyện rồi xảy ra chuyện rồi quái vật đến từ cẩm xuyên quan ban đêm tập kích sóc phương thành ma vương ăn thịt người không rõ lý do hướng tới gần lương châu thành độc tạc hèn hạ vô sỉ đã tiến vào sóc phương thành thiên hàng thần lôi trợ cấp mô thành phá cửa đây chính là thần lôi đấy người nói xem nếu nó đánh tới thì làm sao bây giờ? Ta còn ước gì thiên lôi mau chóng chóng đánh tới? Cái thành nát này, mỗi ngày đều chỉ biết thu thuế. Chút lương thực này của ta, toàn bộ đều bị bọn họ lục soát sạch sẽ rồi. Xuyệt, muốn chết sao? Trung tướng quân, lần cuối cùng đội tàu của Tiết Gia xuất hiện là tiếp tế ở Trấn Hà Khẩu. Sau đó không nhìn thấy ở đường sông nữa. Sửa theo lộ tuyến, bọn họ hẳn là sẽ đi qua Kim Đao Thành hướng Tây Bắc. Thuyền lương thực muốn đi ngược dòng, bọn họ nhất định không nhanh. Nhưng mà hiện tại có một tin tức tốt, bây giờ là cúp cầm xuyên hà dần dần tiếm vào mùa khô. Đội tàu tới gần Kim Đao Thành nhất định sẽ không đủ thức ăn nước uống, bọn họ có thể sẽ phải lên bờ ở bến tàu nào đó. Đi, phái ra ngựa nhanh, tới Kim Đao Thành mượn binh, dọc theo sông giỏ xét, phong tỏa quan lộ, nhất định phải chém tận giết tuyệt tiết ra. Rõ, Kim Đao Thành. Báo, Trung Đại Nhân có lệnh, lệnh các người phái binh ra khỏi thành, lục soát dọc bờ sông. Không bao lâu, Kim Đao Thành phái ra một vạn trưởng đao binh ra khỏi thành, dọc theo sông tìm kiếm. Thành chủ đại nhân, bình này có thể không điều động không? Cứ như vậy thì phòng thủ trong thành sẽ trống rỗng nếu trình đại lôi đánh lén. Các mô trại vừa mới đánh hạ sốc phương thành, còn phải nghỉ ngơi hồi phục, chưa chắc sẽ lập tức tấn công chúng ta. Chiêu tập kích ban đêm này cũng chỉ có thể dùng một lần, lần thứ hai là không có tác dụng. Còn nữa, nếu hắn dám đến, chỉ cần chúng ta thủ vững một ngày, viện quân sẽ trở về phòng ngự, Lương Châu Thành lại phái người đến trợ giúp, các mô trại phải hai mặt đối địch, sát uy của các mô trại quá mạnh, thuộc hạ lo lắng, hết cách rồi, ai bảo đây là mệnh lệnh của trung tướng quân, nhìn dáng vẻ hung hăng của hắn, ai dám chống lại mệnh lệnh của hắn chứ? Trung Vĩ Hổ là con rể thôi tướng đại nhân, nếu như không nghe mệnh lệnh của hắn, hắn nhất định sẽ tới chấp mặt chủ thượng cáo trạng, chúng ta chịu không nổi đâu. Hiện giờ người ít, để tướng sĩ vất vả một chút, phòng bị nghiêm ngặt, đề cao cảnh giới. Mà tướng đã hiểu tại sóc phương thành tạm thời thành lập trung tâm chỉ huy đại đương gia tất cả thành trì lương châu đều tiến vào trạng thái giới nghiêm thời chiến các huynh đệ đều rút về rồi nhà kho của lương châu bị cháy tổn thất nặng nề thôi tướng đang trưng thu lương thực từ trong tay dân chúng dân chúng tiếng oán than dậy đất sau đó bị quân đội bạo lực chấn áp bị rút hết lương thực cuối cùng sau đó đuổi ra ngoài thành trở thành lưu dân số lượng lưu dân ở lương châu sợ rằng sẽ phải bạo tăng nhưng ngay cả như vậy, lương thảo của 10 vạn nhân mã là một con số trên trời. Bọn họ vừa vết ba thước lương châu, chỉ sợ cũng không chuẩn bị đủ lương thảo cho 10 vạn đại quân. Chắc chắc, sau cuộc chiến lương thực, thật sự là ảnh hưởng quá sâu. Đại dương gia còn có một việc các huynh đệ nghe được Trung vĩ hổ dẫn theo 5.000 kỵ binh ra khỏi thành, đang dọc theo sông tìm kiếm. Nếu như đoán không sai, Trung Vĩ Hổ đang tìm đội lương thực của Tiết Gia nhìn bộ dáng khủng hổ của hắn đúng là người bị bịp cho nên muốn tìm tiết ra đòi công đạo đại tương gia kế hoạch tiếp theo của chúng ta là gì chia binh làm hai đường phái ra kỵ binh tiếp ứng lương đội tiết ra mở ra khung hệ thống tinh nhận được nhiệm vụ chi nhánh tiếp ứng lương thực khen thưởng 20 vạn cân lương thảo tiết ra trung thành độ khó b thứ nhất Thừa dịp Lương Châu còn đang chuẩn bị lương thảo, chúng ta khoái đau trảm loạn ma, cấp bách hành quân đánh hạ Kim Đao Thành. Kim Đao Thành nằm ở ngã ba sông Cầm Xuyên, nếu như có thể chiếm cứ nơi này thì liền có thể khống chế đường thủy thượng du sông Cầm Xuyên, vận chuyển lương thực sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Khi nào xuất chiến? Ba ngày sau, trở quân của Tử Long Đồng Phỉ đều đến là có thể xuất chinh. Nhiệm vụ tiếp ứng đội lương thực liền giao cho Trương Phỉ. Phỉ tự quân sẽ đi tới sông Cầm Xuyên, ẩm mã pha. Hãy ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh cũng như nhấn vào hình quả chuông để đón xem những chat tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!